Ok đã ngại. Cân rưỡi. Về rồi. Đây cô cân rưỡi. Tiền cảm nữa, 2 cân. Đó nhá. Tiền.
Cái này 1 cân 3, 1 cân 2 rồi chị ạ. 3 nghìn.
Let's cut the apple. Really? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ah.